cái đám bao que xỏ lá của tụi bay thấy không, tao nói hoài à, thấy không, À. tụi bay cứ buông ra là đỉ dưới điếm không à. Em chào chị. Chào cả nhà Facebook nha. Đang bức xúc hồi nãy chửi chưa hết cơn. Chữ chưa đã phải không? Cái mấy cái thằng cầm đầu ở bên hải ngoại chống cộng cực đoan đấy, mấy cái thằng thần Em đâu kinh chửi anh. Em đâu là chửi nó anh. lợi Anh học dụng mà mấy còn. cái ông già mà người Mỹ nó cho mấy trăm đô đấy, mấy 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 hào đô đó. Mỗi một tháng được năm năm hào, thì nó lợi dụng mấy cái ông rụng răng đấy, rụng tóc đấy, để lợi dụng người ta, để khụ thổ người ta đến hội họp để lịnh người ta lấy cái đồng tiền đấy ăn. Suốt ngày nói chống cộng, nhưng mà chị nghĩ chịu tội nghiệp cho mấy cái ông đấy, gầy như chó mỏ, còn mấy thằng cầm đầu thì nó béo như con cun cút. Mà là chứ thấy tối ngày nó nói là năm 2017 rồi năm 2015 là nó về Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa đã trở lại, mà chẳng năm hơn bây giờ là năm 2018 rồi mà chẳng biết trở lại, mà cái mít Chị là mốt hết rồi. 2018 rồi. Nó nói Mà ngay mốt 30 tháng 4 mốt là 2018 là nó Việt bị Nam tóc Cộng hết Hòa sẽ rồi, trở chị lại biết tại thành phố Hồ Chí Minh, mình Sài Gòn đó đó. Còn ở người đấy đứng đầu chẳng của có nó đó. nó về Việt Nam, mà bây giờ già sắp lấp lóe miệng lỗ rồi, mà cũng muốn về thắp cho bố mẹ một nén nhang, mà cũng về Việt Nam cũng phải về thấm về trộm, không dám về 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 thật mặt. Mà đủ má chúng mày á, về Việt Nam ấy, chúng mày về Việt Nam ấy, chúng mày xuống sân bay chúng tao chẳng biết chúng mày là ai ạ. Mà chúng mày nhìn thấy mà người Việt Nam chúng tao mà sang Mỹ ấy, là chúng mày xấu xí, cắn chim cắn cặc người ta, rồi chúng mày đến đi kia chửi bới nọ kia. Tao thấy chúng mày là lũ chó rách chứ không phải là người. Cái lũ chó rách ấy, lũ chó rách ở bên Mỹ ấy, đi ở nơi cái góc vườn của thằng Mỹ để đi trông cả nhà cho nó. Liêm chàng 30 tháng 4 2018 á, thấy không? Gì 30 tháng 4 cái gì 2018 rồi, chuẩn về bị Sài Gòn không? Vậy là Sài Gòn Hồng Ngọc Viễn Đông không? Trời ơi, người cái ta cha kỷ nó lộn niệm ngày xộn giải quá. phóng miền Nam đấy, người ta kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam đấy. Rồi cái bọn ở bên hải ngoại đấy là hắn không biết hắn tìm được một lấy cái ngày kỷ niệm, không biết là hắn tìm cái ngày nào, hay là hắn tôn thờ cái ông nào. Hắn dụ dỗ được một cái thằng thần kinh, thằng hiếp dâm, thằng thằng Nguyễn Văn Khải đấy, sang bên hải ngoại là kêu cái thằng Nguyễn Văn Khải lên nói chuyện, nói xấu Bác Hồ, rồi mang cái ảnh của ông Ngô Đình Diệm ra đi nói. Mà cái thằng Khải, cái ông nó biết cái ông Ngô Đình Diệm là ông nào, anh biết cái thời Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào. Cái thằng Khải đấy, cái ngày mà máy bay nó bỏ bom ở Hà Nội đấy, thì là nó đang đi sơ tán ở trên Bắc Giang ấy, là bây giờ nó ấy, là bị cái tội là đi đi móc cua, anh đi móc cua ngoài đồng ấy, rồi là nó dụ dỗ cái con bé 12 tuổi nó đụ con người ta ngoài 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 đồng ấy, rồi là nó bị bắt về cái tội hiếp dâm trẻ em. Thế là bây giờ nó căm thù cộng sản, nên là nó dựa vào cái bọn chống cộng cực đoan này, đó là nó đi chạy sang bên Mỹ. Chứ nó biết cái gì là chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay là cái chế độ gì đâu. Cái bọn này ấy, là cái bọn lưu lang ngoài đường ấy, là anh bạn nói thấy người ta nói do đi với bụt thì mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy. Cái bọn này này đến bao giờ mà thằng Mỹ mà nó đuổi nó về Việt Nam ấy, tống cổ trục xuất ấy, thì nó bảo đây này, cái ngày đấy là tôi nghe người ta dụ dỗ, rồi tôi nghe người ta khi đấy nhẹ lòng nhẹ dạ. Đấy là cái bọn đấy là đi với Phật thì mặc áo cà da kha, mà đi với ma nó mặc áo giấy, đường nào nó cũng nói được. Cho nên là nếu mà bắt được cái bọn phản động chống cái bọn 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 bọn, bọn, bọn phản quốc này á, là Liêm chặt rồi, phải tử hình để mà làm gương cho kẻ khác. 30 tháng 4 tới rồi phải không? Tao sợ chúng mày quá à. Để ngày mai tao đi kêu tao bán nhà tao ăn, để 30 tháng 4 Chuẩn bị bọn chúng mày 30 nó tháng về nó 4 chơi rồi cái đất đây, Việt Nam để không? xem có cái bọn nào chống cộng cực đoan về Việt Nam chống phá không, có dám ra không mày. Bây giờ ra dân nó đập chết đi chúng Thái mày. Ngọc Nhiên mở diễn đàn để nghe mọi người chửi không biết ngọc. Ôi trời ơi, cái mặt của tao dày hơn cái da trâu của da bò nữa, nhục con mẹ gì nữa. Đối với thì bao que tao đâu có biết nhục, thì chị đối với nói bao que là để tao nói phải như tốt vậy đó, bọn phải ba không? cô em này này,
thì nói với cái con chó mà mình nuôi ấy, nó còn cho có giá trị hơn. Thì bởi cái bọn này hắn chỉ hơn con chó một đôi đũa là hắn biết cầm quê cái đũa nó bê bát cơm ăn thôi, còn hắn như con chó à, không có biết nhục đâu, hắn không biết À, nhục cái gì đâu. không.